Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đến với Học Văn Chị Hiên. Chị rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 3 trong chương trình Môn Tiếng Việt, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một bài đọc trong chủ đề Cổng trường mở rộng, và bài đọc đó mang tên Đi học vui sao. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu bài đọc theo 3 phần như sau. Phần 1, đọc. Phần 2, trả lời câu hỏi. Phần 3, củng cố và dặn dò. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần 1, phần đọc. Các bạn thấy bức tranh trên màn hình có sống động không? Tranh vẽ cảnh con đường làng uốn lượn với cánh đồng trù phú. Trên đường có hai bạn nhỏ đang tung tăng chạy nhảy, cười đùa vô cùng vui vẻ. Đây có lẽ là con đường đi học của các bạn ấy. Khung cảnh thật yên bình đúng không? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu bài tập đọc Đi học vui sao để xem các bạn ấy có niềm vui gì nhé. Trước hết, các bạn cần lưu ý về cách đọc. Hãy đọc thật diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sắc gợi tả, gợi cảm. Nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và giữa các dòng thơ. Cuối cùng, hãy chú ý cách ngắt nhịp của bài thơ này là nhịp 2-3 hoặc 3-2. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trang 43. Lắng nghe và đọc cùng chị nhé! Bài thơ Đi học vui sao. Sáng nay em đi học, bình minh nắng xôn xao, trong lành làn gió mát, mơn man đôi má đào. Lật từng trang sách mới, chao ôi là thơm tho, này đây là nương lúa, dập dờn những cánh cò. Bao nhiêu chuyện cổ tích cũng có trong sách hay, cô dạy múa, dạy hát, làm đồ chơi khéo tay. Giờ ra chơi cùng bạn, em náo nức nô đùa, khi mệt lại túm tụ, cùng vẽ tranh say sưa. Tan học em ùa chạy, đồng quê lúa chín vàng, nhịp chân theo nhịp hát, lòng em vui xốn sang. Tác giả Phạm Anh Xuân. Lời thơ của tác giả Phạm Anh Xuân thật sống động và vui tươi đúng không nào? Vậy nên, hãy nhớ xem lại bài thơ Đi học vui sao và đọc cùng chị thật nhiều lần để có thể đọc tốt hơn nha. Còn bây giờ, chúng mình sẽ đi giải nghĩa một số từ khó trong bài thơ. Đầu tiên, từ má đào có nghĩa là má hồng. Mơn man nghĩa là lướt nhẹ trên bề mặt, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Từ vui xốn sang nghĩa là một cảm giác vui dạo dực ở trong lòng. Kết thúc phần đọc, chúng mình cùng nhau chuyển sang phần thứ hai mang tên trả lời câu hỏi để tìm hiểu rõ hơn về bài thơ này nhé. Chúng mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Bạn nhỏ đi học trong khung cảnh như thế nào? Hãy đọc kỹ lại đoạn thơ đầu tiên. Sáng nay em đi học, bình minh nắng xôn xao, trong lành làn gió mát, mơn man đôi má đào. Qua đó, chúng mình có thể thấy bạn nhỏ đi học trong khung cảnh bình minh nắng xôn xao, gió trong lành mát rượi, gió lướt nhẹ trên má của bạn ấy. Đây là một khung cảnh đẹp, bình yên, thể hiện cảm xúc rất vui vẻ, hào hứng của bạn nhỏ khi đi học. Tiếp đến là câu hỏi thứ hai với nội dung như sau. Những trang sách bạn nhỏ được học có gì thú vị? Mỗi khi đọc sách, ngoài việc tiếp nhận những lời hay, ý đẹp của nội dung, thì chúng mình có thể cảm nhận sách bằng những giác quan. Qua cách cảm nhận ấy, ta đều nhận ra những điều thú vị trong mỗi trang sách, giống như bạn nhỏ trong bài thơ đã cảm nhận. Điều thú vị trong những trang sách chính là những trang sách mới rất thơm. Có lẽ là mùi của giấy, của mực. Trong trang sách còn có hình ảnh nương lúa, cánh cò rập rờn, có những câu chuyện cổ tích rất hay. Vậy còn câu hỏi thứ ba là gì nhỉ? Câu hỏi 3, tìm những chi tiết thể hiện niềm vui của các bạn trong giờ ra chơi.
Giờ ra chơi của các bạn nhỏ vô cùng nhộn nhịp. Các bạn náo nức nô đùa và túm tụ, say sưa vẽ tranh. Điều đó được thể hiện qua những câu thơ sau. Giờ ra chơi cùng bạn, em náo nức nô đùa, khi mệt lại túm tụ, cùng vẽ tranh say sưa. Còn sau đây là câu hỏi thứ tư. Nêu cảm xúc của bạn nhỏ khi tan học. Tan học em ùa chạy, đồng quê lúa chín vàng, nhịp chân theo nhịp hát, lòng em vui xốn xang. Qua đoạn thơ trên, chúng mình có thể dễ dàng nhận ra, khi tan học, lòng bạn nhỏ xốn xang, các hành động của bạn cũng thể hiện cảm xúc rất vui như ùa chạy, hát theo nhịp bước chân. Tiếp sau đây là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi số 5. Em cảm thấy thế nào khi nghe tiếng trống tan trường? Đây là một câu hỏi mở nên các bạn có thể trả lời theo suy nghĩ của riêng mình. Còn với chị sẽ trả lời như sau. Giống như bạn nhỏ trong bài thơ, mỗi khi nghe tiếng trống tan trường em đều cảm thấy rất vui. Bởi vì khi đó em có thể được về nhà nghỉ ngơi và ăn những món ngon mà mẹ nấu. Và sau đây, chúng mình sẽ đến với phần cuối cùng, củng cố và dặn dò. Sau khi học xong bài thơ, đi học vui sao, chúng ta cần ghi nhớ một số điều sau đây. Đầu tiên, bài thơ thể hiện suy nghĩ, cảm xúc vui vẻ của bạn nhỏ trong những ngày đi học. Bên cạnh đó, các bạn hãy luôn giữ một trạng thái thật háo hức khi tới trường để có được một ngày học tập hiệu quả nhé. Về nhà, hãy tập trả lời lại các câu hỏi, học thuộc lòng bài thơ và chuẩn bị cho bài tiếp theo một cách kỹ càng nhé. Phần củng cố và dặn dò cũng đã khép lại bài học ngày hôm nay của chúng mình. Nếu còn có phần nào chưa hiểu, các bạn hãy để lại ở phần bình luận. Chị sẽ giải đáp tất cả những điều mà các bạn thắc mắc nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!